Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, giải 8 Vĩnh Long 12, giải 8 Bình Dương 71, giải 8 Trà Vinh 52, giải 7 Vĩnh Long 642, giải 7 Bình Dương 334, giải 7 Trà Vinh 494. Còn các giải 654321 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.